Bếp nhà các bác đang rất chi là nhiều chuột, các bác chưa biết làm cách nào để bắt được. Và hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác lồng bẫy chuột thông minh, là một mẫu lồng mà bắt cả đàn chuột một cách dễ dàng luôn. Cái lồng này thì các bác cứ để không, chuột nó cũng bò vào nhá. Và nhất là trong bếp thì có những đàn chuột nhắt thì rất chi là khó chịu, vừa bẩn vừa cắn phá. Thì với một chiếc lồng này thì nó sẽ giúp cho các bác anh nhà mình vừa sạch sẽ, vừa an toàn không nguy hiểm, vừa di chuyển được khắp nơi mà sử dụng được lâu năm nữa nhá. Đây em quay về một chiếc lồng to cho các bác anh nhà mình được xem này. Về với chiếc mẫu lồng này thì đây là một chiếc lồng với chiều dài, đây là lồng lớn nhá. Lồng lớn này. Lồng lớn nó rơi vào tầm độ 44 cm. Đấy, và với cửa vào của nó đây, em quay cái quy trình vào cái cho các bác anh nhà mình xem này. Khi con chuột đấy, cái lối này, cái lối bắc cầu cho con chuột vào nhá. Đây. Nó vào xuống cái thì cái mô này của nó sẽ hạ thấp như này. Khi con chuột nó vào trong thì các bác để một mấy hạt lạc hoặc mấy miếng bim bim nhá. Khi mà nó bước chân ra cái thì cái lồng này tự nó sẽ sập lên như này. Đấy, và con chuột nó đã bị nhốt ở trong này rồi. Và một cái điều đặc biệt hơn của cái lồng này nữa các bác anh này, một cái điều đặc biệt hơn là các bác nhìn nhá. Đây ạ. Đây là một cái lối để cho con chuột nó chạy sang. Cái lối này để cho con chuột nó chạy sang nhá. Khi mà nó chạy sang bên này này các bác anh này, nó chạy sang bên này thì nó sẽ cái lỗ cái này, cái bên trong này này, nó sẽ mở lên để cho con chuột nó chui sang bên này. Để ví dụ như con nào mà vào lối này nó cứ vào, mà con nào sang bên này là vẫn cứ sang nhé. Và về phần mở cửa lồng đây các bác anh này, đây là mở cửa lồng. Đấy, khi bắt được chuột thì mình sẽ mở cửa ở đây ra, mở cửa ở đây và đổ chuột ra. Thì với mỗi một chiếc lồng bẫy chuột thông minh này thì hiện tại bên em đang làm và nhận gửi trên toàn đất nước Việt Nam. Cơ cấu của nó tất cả đều như nhau nhé. Đây ạ, cái lối nó bắt chân nó vào đây các bác anh này. Cái này thì mình bẻ thấp luôn này. Đấy, ví dụ như nó chúc cao thì mình bẻ xuống này, bẻ thật thấp xuống để cho nó làm một cái nhịp cầu để cho con chuột nó vào. Khi nó cứ bước chân vào nó hạ như này. Đấy, các bác lên nhớ đánh vào mồi lạc hoặc là mồi bim bim nhá, rất chi là dễ. Thì tất cả các bác, nhiều bác bảo tôi đánh bằng keo xong mà con chuột nó dính rồi là nhỡ mà nó úp ra bếp thì không thể sạch được cái keo đấy. Có bác thì sử dụng bằng cạn thì lại nhỡ mình dẫm chân dẫm tay vào. Đấy, nhất là có trẻ em thì rất chi là nguy hiểm. Còn với cái lồng bẫy chuột thông minh này thì các bác anh nhà mình bắt ở mọi lúc mọi nơi được các bác anh nhé. Bắt ở mọi lúc mọi nơi mọi chỗ được. Đấy, một chiếc lồng này thì đây là cái cỡ nhỡ này các bác anh ạ, đây là cỡ nhỡ. Thì cỡ nhỡ này kích thước của nó là bao nhiêu nhỉ? 20 này. Nó rơi vào chưa được 40 cm các bác, chưa được 40 cm. Đấy thì với chiếc lồng này thì bên em đang nhận. Và em cũng báo giá cho các bác anh nhà mình được biết mẫu lồng chuột này. Với cái to em đang gửi tới các bác với giá là 250.000 đồng trên một chiếc, miễn phí ship tới tận nhà. Còn cái nhỡ thì sẽ là 200 nhé, tùy thuộc theo các bác. Đấy, bác nào anh nào mà xem được video này mà đang quan tâm tới mẫu lồng chuột này, các bác nhớ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em ghim trên góc màn hình nhé, để em tư vấn và cũng như là gửi đến tận nhà các bác những mẫu lồng chuột thông minh, tiện ích, di chuyển khắp nơi. Và nhất là bác nào ở thành phố nhé, ở thành phố hay ở nông thôn, ở cơ quan đều cần mẫu lồng này. Gọi điện trực tiếp cho em qua đầu số điện thoại trên để em ship.